Vâng, em xin chào các bác yêu lan trên toàn quốc nhé. Trong phiên bán hàng ngày hôm nay em vẫn lên những cái mặt hàng hoa lan có tại vườn để gửi tới các bác. Đây là một giò kiều nhé các bác nhé, kiều vàng, đẹp chưa các bác? Đấy, một giò kiều vàng cái này thì nó vẫn còn một cái vòi nụ này, chắc là cũng chỉ 1-2 hôm nữa là nở thôi nhé các bác nhé. Dưới này vẫn còn một cái nụ nữa đây. Đấy, vẫn còn một cái nụ, đẹp chưa các bác? Quanh quanh đây thì em vẫn thấy 1-2 cái nụ nó thò ra các bạn. Đấy, vẫn thấy 1-2 cái nụ, khả năng là nó vẫn tiếp tục ra nhé các bác nhé. Cái này thì em chỉ gửi cho các bác ở khu vực miền Bắc các bác về chơi hoa luôn thôi nhé. Đấy, khu vực miền Nam thì không kịp chơi hoa đâu các bạn ạ. Kiều vàng mã số 7 nhé các bác nhé, có giá là 500.000. 500.000 cho một cái chậu như này nhé các bác nhé. Đấy, đây cái này em thấy nó vẫn còn cái nụ này này các bác này. Đấy, vẫn còn cái nụ này. Đấy, đầu ngón tay em chỉ này. Đấy, vẫn còn đấy. 500.000 nhé các bác nhé, kiều vàng mã số 7. Hiện nay mà bác nào mà ở gần em gửi xe được cho các bác thì về các bác chơi cái này thì đẳng cấp luôn, rực rỡ. Đấy, 500.000 nhé các bác nhé, cho giò kiều số 7. Tiếp theo em lên kiều vương Lộc Bắc nha các bác nhé. Kiều vương Lộc Bắc mã số 1 nhé. Đấy, mã số 1 có giá là 1.200.000 nhé. 1.200.000 cho giò kiều vương Lộc Bắc như này. Đấy, về những cái chậu như này các bác chơi một chậu như này về đẳng cấp luôn, toàn thân hoa rất đẹp luôn, một cái chậu kiều cực kỳ đẹp. Kiều nhà em có nhiều nhé các bác nhé. Kiều mã số 4 nha các bác nha. Mã số 4. Đây là cái mầm nó đang lên này các bác này. Đây, cái này mầm nó đang lên này. Đấy, những cái này mầm nó đang lên nhé. Kiều mã số 4 cũng có giá 1.200.000 nha các bác nhá. 1.200.000. 1.200.000. Đây, em lên cho các bác cái hàng va nhé. Đây, bác nào thích nhá. Cái hàng tiền tỷ một thời đây các bác này. Đấy, 4 mầm gốc, những cái thân này về các bác vẫn làm kỳ hoặc là các bác thích làm hoa thì các bác vẫn làm được nhá. Đấy. Những cái thân này, đây, mặt hoa đây, các bác biết đây nó là cái gì không? Đấy, mặt hoa đây. Đấy, bác nào mà chơi va vấp đây nó mới hé nhá các bác nhá. Các bác nào mà chơi va thì biết ngay cái mặt bông này. Hồng mỹ nhân nhá các bác nhá. Hồng mỹ nhân. Đấy, một chậu như này nhé các bác nhé. Đấy, chậu hồng mỹ nhân. Hoa cực thơm các bạn. Hoa thơm lắm. Hồng mỹ nhân nhé, đẹp chưa các bác. Đấy, cái mũi của nó hồng như cánh nó hồng nhé. Gọi là hồng mỹ nhân nhé các bác nhé. Chậu hồng mỹ nhân này có giá là 600.000 nhé các bác nhé. Về cái này các bác vẫn làm hoa được. Các bác muốn chơi hoa, kể cả cái này em gửi về đến tay các bác nó tàn rồi, thì những cái này các bác làm hoa được. Các bác cứ mua thuốc kích kỳ, các bác chọc 1-2 lỗ vào đây cho em là nó ra hoa nha các bác nha. Đấy, nó ra hoa ra kỳ, các bác tiếp tục cuộc chơi nhá. 600.000 cho chậu hồng mỹ nhân. Đây, vẫn là những cái dòng lan tiền tỷ một thời đây các bác đây. Đấy, 5 cái trắng HO nhá. Em lên mấy chậu nhá, mấy chậu cho bác lựa chọn nhá. 5 cái trắng HO 2 thân. Đấy, hai thân. Thân này được 60 cm, thân này được 50 cm. Trên này nó còn một cái kỳ nữa này các bác này. Cái kỳ này về các bác lồng cái chậu to, các bác cứ kệ nó thôi. Hoặc là các bác cắt ra, các bác cắt như này, các bác hạ xuống hai mầm gốc đang lên này. Đấy, thân này nữa này. Đấy, cái thân này về các bác thích làm hoa cũng được ngay này. 5 cành trắng HO mã số 3, giá là 300.000 nhé các bác nhé. Đấy, 5 cành trắng HO với dòng lan tiền tỷ một thời đấy nhé các bác nhé. Giá 300.000.
vẫn là HO nha các bác nha, vẫn là HO nhá. Hai mầm gốc lên siêu khỏe. Bác nào mà muốn nó lên nhiều mầm gốc thì nó vẫn còn mắt nhá, quanh đây nó vẫn còn mắt này. Bác nào muốn lên nhiều mầm gốc thì các bác mua lọ kích kỳ, các bác phun vào đây cho em. Đấy. Về các bác muốn chơi hoa sớm thì các bác chọc làm lọ kích kỳ duy, các bác chọc vào đây, châm thuốc vào đây, ra hoa hết. Đấy. Năm cành trắng HO mã số 1 nha các bác nhá, có giá 250.000, hai thân. Hai thân 250.000 nha các bác nhá, HO. Dòng hoa rất là đẹp luôn. Bác nào mà chưa biết mặt hoa HO thì kết bạn Zalo với em gửi mặt hoa cho bác nhìn đẳng cấp luôn. Đấy, có giá là 250.000 mã số 1 nhá các bác nhá, năm cành trắng HO. Em lên lốt một chậu này thôi, em vẫn còn nhưng mà em lên lốt một chậu này thôi nha các bác nhá. 5 cây trắng HO mã số 2 cũng có giá 250.000, hai mầm gốc lên siêu lực luôn nhé các bác nhá. Đây con nó đã ra rễ đây, cái mầm gốc của nó đã bắt đầu rễ, mầm mới ra rễ. Hai thân hoa nhá, một đấy, hai thân hoa, mỗi thân nó được khoảng tầm 50 cm, hơn 50 cm nhé các bác nhá. Hai thân đấy, hai thân rất là đẹp luôn nhé các bác nhá, có giá 250.000 cho HO mã số 2 nhé. Tiếp theo em lên cho bác cái giò cáo nha, giò cáo nha các bác nhé. Đấy, một giò như này, một cây, hai cây. Đấy, túm này là 3-4 cây gì đấy nha các bác nhé, 4 cây, em nhìn thấy có 4 cây đấy, 1, 2, 3, 4, tổng là 6 cây nhé. Cáo mã số 7. Đấy, cây này thì đang có một cái nụ đây nha các bác này. Cây này đang có một cái nụ này. Cáo mã số 7 có giá là 600.000 nha các bác nhá. 600.000. Cáo mã số 33 nha các bác nhá. Cáo mã số 33 nhé, có một vòi hoa, hai vòi, hai vòi hoa, ba vòi hoa, ba cây, mỗi cây một vòi, ba cây mỗi cây một vòi nha các bác nhá, có giá là 400.000, mã số 33. Đấy, có giá 400.000 một chậu cáo như này nha các bác nhá, mã số 33. Tiếp theo cáo mã 34 cũng 400.000 nha các bác nhá, cũng 400.000, một vòi hoa, hai vòi hoa, ba vòi hoa, cũng ba vòi hoa, mỗi cây một vòi hoa. Đấy, cũng có giá 400.000. Đấy, một chậu cáo như này nha các bác nhá, 400.000. Cáo tiếp theo nha các bác nha. Đấy, cái hoa gì nở thơm thế nhỉ. Cáo mã 31 450.000, một cây, 2, 3, 4 cây nha các bác nhá, 5 cây, 5 cây, 1, 2, 3, 4, 5 cây, một vòi hoa, hai vòi hoa, ba vòi hoa, 4 vòi hoa, 4 vòi hoa nha các bác nhá, 1, 2, 3, 4 vòi hoa, 450.000 nha các bác nha, 450.000 cho mã số 31. Đấy, cáo mã 31 nha các bác nhé, 450.000. Cáo mã 30.000, cáo mã 35 nhé các bác nhé, cũng có giá 400.000, 3 cây, 3 cây, 1 vòi hoa, 2 vòi hoa, 3 vòi hoa nhé các bác nhé, cũng 3 vòi hoa, 400.000, cáo mã 35, 400.000 các bác nhé.
còn cái chậu đen dâu đỏ duy nhất đang nụ đây, mã số 6 nha các bạn nhé. Chậu đen dâu đỏ duy nhất đang nụ đây, về các bác được chơi hoa luôn này. Đấy, đang có mấy cái nụ này. Về chỉ cần mấy cái nụ này hoa cũng rực rỡ nhé. Cái dòng đen dâu này nó lại hay như vậy. Mã số 6 có giá là 250.000 cho chậu đen dâu này nhé các bác nhé. 250.000 một cái chậu đen dâu như này. Mầm gốc thì đang lên rất là nhiều này các bác này. Đấy, mầm gốc của nó đang lên rất là nhiều. Về sang năm các bác làm một cái chậu to rất là đẹp luôn. Tiếp theo em lên cho bác chậu đùi gà tròn nhá. Chậu đùi gà tròn. Mã số 3, đùi gà tròn mã số 3. Có giá 400.000 nhá. 400.000 cho một cái chậu đùi gà tròn to như này nhá các bác nhá. 400.000. Một cái chậu đùi gà tròn như này. Tiếp theo, em lên cho bác chậu gà trắng nhá. Gà trắng nhá. 1 2 3 4 5 6 thân nhá. 6 thân. Mã số 2. Đấy, có giá là 600.000. 600.000. Rất là rẻ luôn các bác. Gà trắng bây giờ nói thật các bác này, dòng này nó chỉ dòng này là dòng ươm ki nó ra nhá các bác nhá. Dòng này là dòng ươm ki nhá. Đấy, gà bây giờ gà rừng anh em nó sổ được xong là cứ nhân giống bằng ki các bạn, chứ không phải là tự nhiên mà nó có đâu. Đấy, không nhân giống thì nó không thể nào có được. 600.000 cho mã số 2 đùi gà trắng nha các bạn nhá. Trắng tinh nhá, hoa trắng tinh nhá. Đấy, cái dòng này hoa trắng tinh cực kỳ đẹp luôn. Mã số 3 này các bạn này. Hình như 2 mã số 3. Em đánh nhầm 2 mã số 3 nhé các bác nhé. Bác nào mà lấy thì báo em là đùi gà trắng mã số 3 nhé. Đùi gà trắng mã số 3, 1 thân 2, 3, 4. Cái này có 5 thân thôi các bác nhé. Mã số 3, 5 thân 500.000 nhé các bác nhé. Đấy, 5 thân là còn 500.000. Bác nào mà lấy báo em nhé. Mã số 3 đùi gà trắng nhé. Vừa rồi em có cái giò đùi gà tròn, hình như em đánh nhầm mã số 3 thì vậy. Đấy, 500.000 nhé các bác nhé. Đùi gà trắng tinh nhé. Đây em còn chậu kiều tím duy nhất đây. Chưa bác nào yêu đây. Một chậu kiều tím duy nhất nhé. Kiều tím Mili đang nụ nhé. Đang sưng nhé. Nụ đang sưng nhé. Có giá là 300.000. Mã số 37. Đấy, kiều tím Mili 300.000 mã số 37 các bác nhé. Đấy, hoa nó tím tím rực luôn, không phải tím bình thường đâu các bạn. À đây, hôm vừa rồi em có cây đào em bán mất rồi, định để còn một cây, còn một cây định để lại đây các bác nhá. Bác nào mà muốn sưu tầm cái dòng đào ăn quả nhá các bác nhá, đào ăn quả nhá, cái dòng này là đào mỏ quạ đấy, dòng đào ăn quả mà quả nó ngọt thỉu luôn nhé các bác nhá, chứ không phải là chua chua gì đâu. Đấy, dòng này nó ngọt thỉu luôn mà nó quả cái dòng này thì nó lại ra muộn hơn so với các giống đào khác nhé các bác nhé. Thường thường ở trên Lai Châu em thì cái dòng này nó khoảng tầm tháng 7 tháng 8 dương lịch nó mới ra quả. Đấy, cái này về các bác trồng khoảng 3 năm sau là có quả luôn, 3 năm sau mà bác nào trồng tốt 2 năm là có quả. Thật không tính năm nay, 2 năm sau là có quả. Đấy. Đào nhá, đào ăn quả nhá các bác nhá, đào ngọt nhá, ngọt như đường luôn nhá. 200.000 các bác nhá. Đấy, em còn đúng một chậu em định để lại. Chậu thanh đạm sữa 300.000 nhé các bác nhé. Chậu thanh đạm sữa hoa cực kỳ thơm, có giá là 300.000. Cái giò như này trồng thuần trên cái đĩa dớn nhé các bác nhé. Rồi, trên đây toàn bộ video nhà em có ngày hôm nay thì mong các bác ủng hộ nhé. Các bác xem video thì nhấn nút đăng ký kênh ủng hộ em để theo dõi các video tiếp theo. Em xin chào các bác.